3บาทSony. Sony là thay pin.
qua quầy bên cạnh đấy thôi em. Dạ. Ở quầy bên cạnh đấy nha. À con. Còn Sunny đây rồi nhưng mà chưa có pin, chưa có pin. Hẹn khách. Chưa có rồi. Luôn. Đây xem máy đây. Chưa có pin, chiều hôm qua đặt muộn quá pin không về được thì chiều nay mới có anh ạ. Đúng. Chiều nay pin mới về, hôm qua đặt muộn quá không kịp, pin không về kịp. Em gửi tiền trước cho thì em nhờ ông nhờ ai lấy được. Được. Hôm trước báo bao tiền nhỉ? Có thấy vợ bảo báo bao tiền không? Vợ em có 150. Qua quầy bên cạnh gửi cho xin lại 50.000 với mình ở bên đấy. Dạ. Qua quầy bên cạnh gửi xong rồi lấy lại 50.000 bên đấy nhé. Ai lấy cứ bảo em lấy đô hơn nhé. Được. Vâng. Sim gì anh? Sim máy. Tiếp theo đi ra ngã tư dưới trái đi thêm một đoạn nữa.